xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ Vita Perfume nước hoa Vita. Hôm nay Dung cùng với mọi người tụi mình sẽ trò chuyện về những chai nước hoa nam quốc dân, những cái chai nước hoa mang tính tượng đài của thế giới mùi hương đương đại. Hiện tại gần như mỗi năm chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của ít nhất là 1.000 mùi hương mới mỗi năm. Vậy mà những mùi hương nước hoa nam đang ở trên bàn mình đây, sau rất nhiều thử thách khốc liệt của thời gian cũng như là quy luật đào thải rất khắc nghiệt của thế giới mùi hương, những chai nước hoa này vẫn là những mùi hương tỏa sáng rực rỡ và có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Hãy cùng mình tìm hiểu tại sao những cái chai nước hoa này lại khác biệt và đặc biệt khiến cho phái nam chung thủy và yêu mến đến như vậy. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu đến với các bạn chính là Dior Sauvage. Không phải đợi đến cái vụ kiện tụng rùm beng của Johnny Depp và Amber Heard thì Dior Sauvage mới trở nên hot và nóng bỏng ở thời điểm hiện tại, mà đây là một trong những cái mùi hương nước hoa nam được tôn vinh là mùi hương nước hoa nam được yêu thích nhất và tiêu thụ mạnh nhất trong năm. Cụ thể, cứ mỗi 3 giây lại có một lọ Dior Sauvage được bán ra, và trong năm 2021, Dior Sauvage được công nhận là mùi hương bán chạy nhất toàn cầu đến từ Christian Dior. Một cái mùi hương từ lâu đã được mang danh là mùi hương sát gái ha. Dior Sauvage phiên bản gốc là Eau de Toilette ra đời vào năm 2015 là cái mùi hương thuộc cái nhóm gỗ, gia vị, citrus tạo cảm giác tươi mới, gợi cảm mà không kém phần mạnh mẽ và nam tính. Điểm mình đánh giá cao nhất ở Dior Sauvage đó chính là đây là một cái mùi hương rất là đa dụng trong mọi kiểu thời tiết. Đây là một cái mùi hương mà bạn có thể dùng cả 4 mùa trong năm. Đi đến bất kỳ nơi đâu cũng rất là dễ nhận được những cái lời khen. Mùa đông thì Dior Sauvage sẽ là cái kiểu mùi gần gũi và trầm ấm nếu bạn chọn Dior Sauvage bản Parfum hay Elixir. Còn vào mùa hè, với cái mùi hương rực rỡ, sức tràn đầy sức sống của Dior Sauvage Eau de Toilette thì cái mùi hương này với mình là cái mùi hương có cái độ đa dụng, rất dễ sử dụng, sống động, trẻ trung và gần như là được nam giới ở mọi độ tuổi hâm mộ Dior Sauvage. Tiếp theo Dior Sauvage chắc chắn sẽ là Bleu de Chanel, Unbox Bleu de Chanel và những chai nước hoa nam thành công nhất ở thời điểm hiện tại. Bleu de Chanel trên tay mình là phiên bản Eau de Parfum cũng giống như là Dior Sauvage. Đây là cái phiên bản mà được nhiều người sử dụng nhất, cũng như doanh số bán của nó là tốt nhất hiện tại của Chanel. Nếu mà bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là Dior Sauvage và Bleu de Chanel thực sự rất là tương đồng với nhau về cái hình thức. Nếu Bleu de Chanel có cái màu xanh đen đậm rất là mạnh mẽ và nam tính thì Dior Sauvage cũng có cái thiết kế với cái màu sắc tương đương ha. Và như mình nói rồi, cái thiết kế mà nắp hít của những cái chai nước hoa này rất là gây thiện cảm với mình. Bleu de Chanel, cả hai cái chai nước hoa này đều mang một cái mùi, cái màu sắc đặc biệt. Đó là màu xanh đen của bầu trời và biển và đại dương về đêm. Nó rất là phù hợp với tinh thần cũng như là cá tính của nam giới. Mạnh mẽ ha, mạnh mẽ nam tính nhưng mà cũng rất là quyến rũ ha. Fleur de Chanel thì ra đời năm 2010 và liên tục lọt vào top 3 mùi hương nam tiêu biểu và tiêu thụ mạnh nhất. Fleur de Chanel là một cái mùi hương với cái nốt hương gỗ và cỏ hương bài vetiver, mang đến cái cảm giác mà nó hơi the nhẹ, có một chút cam chanh, đưa người ngửi đến cái một cái, phải gọi là một cái đại dương xanh thẳm. Mình rất là thích cái mùi hương này. Đây là một cái mùi hương tạo một cái cảm giác mạnh mẽ, rắn rỏi và rất là sang trọng. Không có gì phải thắc mắc khi mà đây là một trong hai chai nước hoa được phái nam yêu thích nhất và khẳng định được sức sống của mình mạnh mẽ cho đến thời điểm hiện tại. Đây là một mùi hương nam giới điển hình, rất dễ sử dụng ha, rất dễ tạo được thiện cảm với cái người đối diện, và người đàn ông toát ra cái mùi hương này hẳn phải là một người vừa dễ yêu mến mà vừa đáng tin cậy. Bleu de Chanel. Sau Bleu de Chanel và Dior Sauvage thì cái tên thứ ba mình lựa chọn phải là một cái mùi hương không kém cạnh gì so với hai cái chai nước hoa ban đầu, và chai nước hoa mình lựa chọn đó chính là Terre de Hermès đây. Thực tế thì Terre de Hermès không phải là một cái mùi hương dễ yêu và dễ được người khác mến mộ. Terre de Hermès là cái mùi hương mà mình đánh giá là dành cho những người khó tính hơn một chút về mùi hương trên cơ thể mình. Chia sẻ với các bạn luôn nha, những người nào mà thích cái chai Terre de Hermès này á, là những cái người mà họ chung thủy chỉ sử dụng một cái mùi hương nước hoa duy nhất thôi. Mình có nhiều anh khách là chỉ sử dụng cái Terre de Hermès này thôi, vừa là sản phẩm sữa tắm, vừa là sản phẩm kem cạo râu, dưỡng da và xịt nước hoa cũng là mùi của Terre de Hermès. Khi mà bạn đã yêu thích cái mùi hương này rồi thì những cái mùi hương ví dụ như Bleu de Chanel hay Dior Sauvage nó không đủ sức thuyết phục với bạn nữa. Và Terre de Hermès là một trong những cái chai nước hoa có doanh số cao nhất trong những cái chai nước hoa nam##
đến từ Hermès. Chanel de Hermès là mùi hương chủ điểm cỏ hương bài, vetiver cùng với tiêu đen giúp cho cái mùi hương này nó không phải kiểu mà thân thiện với đám đông, mà đây sẽ là một cái mùi hương ngửi nó lịch lãm, nó cứng cỏi. Mọi người có biết Terre là đất không? Terre de Hermès tức là đất của nhà Hermès. Đây là một cái mùi hương rất nam tính, rất lịch lãm nhưng cũng rất là cuốn hút nha. Có một lần ông xã mình chở mình đi trên đường, mình xịt cái chai Terre de Hermès này, là lúc ban đầu mình không nhận ra mùi hương của nó nha. Mình nói rằng wow, bữa nay anh xịt cái mùi hương gì mà thơm vậy. Thì ông xã mình nói là bữa nay xịt Terre de Hermès. Thật sự đây là một cái mùi hương mà rất dễ được khen nếu bạn đang đi cùng với phái nữ. Cái mùi Terre de Hermès này chắc chắn sẽ là mùi của phái nam xịt để cho phụ nữ ngửi. Một cái mùi hương mà mình thấy là nó vừa cân bằng giữa cái sự mạnh mẽ nam tính với sự cuốn hút và dịu dàng. Mình thấy rằng đây là một trong những cái mùi hương mà chắc chắn là phái mạnh thì mình không nên bỏ qua ha. Hãy thử Terre de Hermès nha. Nếu mà Terre de Hermès là chuẩn mực nước hoa nam designer thì Aventus chính là tượng đài nước hoa nick bất khả chiến bại ha. Tới giờ ông hoàng nước hoa nam vẫn chưa có một cái đối thủ thật sự cân xứng. Trên bàn mình có 4 chai Aventus. Bốn cái phiên bản bát khác nhau nha, bát variation. Nếu mà Terre de Hermès là một trong những cái chai nước hoa designer rất là niche, mùi hương rất là đặc biệt, thì Aventus lại là cái kiểu mùi hương nước hoa niche rất là designer, rất là được hâm mộ và dễ chinh phục phái nam đến như vậy. Thật sự mình chưa từng thấy một cái nhà nước hoa niche nào mà nhiều người hâm mộ giống như là Creed và đặc biệt là Aventus đâu. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 năm 2010 thì Creed đã ra mắt Aventus. Ngay lập tức Aventus trở thành một cái cơn bão thực sự trong giới yêu hương. Rất nhiều mùi hương phía sau đi theo làm sát cái concept của Aventus với cái mục đích là xoán ngôi vị vua này. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì cái hợp hương dứa, khói và long diên hương huyền thoại của Creed hầu như là chưa thể bị đánh bại. Mùi hương của Aventus thực sự là mang lại cho chủ nhân của nó rất nhiều lời khen. Rất là khó lý giải cái sự hấp dẫn của cái chai Aventus này nha. Mà đây là một trong những cái mùi hương nước hoa tới thời điểm hiện tại vẫn là một trong những mùi hương nước hoa nam mà mình thích cái người đàn ông đi bên cạnh mình mặc nhất. Aventus là một cái mùi hương rất là tốt. Ông xã mình không thích mùi hương này đâu. Bạn nam thì bạn có thể thích hoặc không thích Aventus này nha. Nhưng mà bạn nữ thì dễ thích lắm. Các bạn về xịt thử xem phải mình nói hay không. Mình rất là thích cái mùi hương này. Khi mà ngửi cái mùi hương này thì cái hợp hương của nó mang đến cho mình đó chính là cái sự lịch lãm, sang trọng, rất là nam giới. Và đây chắc chắn sẽ là một cái mùi hương, không phải chắc chắn đâu, đây chính là một cái mùi hương mà nó tạo nên cái chuẩn mực cho nước hoa nam sau này. Và rất là nhiều cái chai nước hoa ra đời phía sau na ná cái vai giống Aventus và phải mang danh là cái mùi đó giống Aventus phải không? Điển hình ở đây là một cái chai nước hoa nam rất là lừng danh của Rosa mang tên Elysium. Tuy nhiên hai mùi hương này nó chỉ giống nhau một chút ở cái đoạn mở đầu thôi. Sau đó hai mùi hương nó sẽ phát triển theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Và mình nghĩ rằng là hai mùi hương này rất là khác biệt. Và nếu mà bạn đã sở hữu Aventus rồi, hoàn toàn vẫn có thể sở hữu Elysium. Đây chính là một trong những cái chai nước hoa tạo cảm hứng lớn nhất dành cho tất cả những cái mùi hương ra đời sau này. Và vì ra đời sau và vì cái bóng của Aventus quá lớn, do đó nên là nếu mà làm một cái chai nước hoa vai mùi giống Aventus thì xin chia buồn, thì bạn phải chấp nhận đi sau lưng Aventus rồi. Cuối cùng, cái chai nước hoa nam thứ 5 mà mình lựa chọn để giới thiệu đến với các bạn là cái chai nước hoa đây. Một cái chai nước hoa kinh điển là nốt trầm hương, là một cái chai nước hoa tiên phong và tạo nên cái tên tuổi cho dòng private blend đến từ Tom Ford và mang tên là Tom Ford Oudwood. Có nhiều cái thời gian á, mọi người nói rằng là nước hoa phải là nước hoa niche mới độc, mới hay, mới lạ, mới khác biệt. Còn nước hoa designer thì thường đơn giản, giá rẻ, dễ chấp nhận. Tuy nhiên, Tom Ford xuất hiện và tạo nên một cái sự thay đổi rất bất ngờ ha. Đây là một trong những nhà làm nước hoa designer có cái giá thành rất là đắt. Tom Ford xuất hiện với cái dòng nước hoa đặc biệt mang tên Private Blend với thiết kế hình quân cờ giống như mình đang cầm ở trên tay. Tom Ford Oudwood trên tay mình là phiên bản 50ml và 100ml và đây là mùi hương nước hoa nam thành công nhất đến từ Tom Ford. Private Blend, cái dòng đặc biệt của Tom Ford là cái bộ mùi hương rất là nghệ thuật và thực sự đã tạo nên những cái chuẩn mực mới trong những cái nốt hương. Ví dụ như là nốt oud trầm hương thì mình sẽ có Tom Ford Oudwood. Mùi da thuộc mình có Tuscan Leather, tượng đài da thuộc, và tất nhiên không thể nào không đề cập đến Tobacco Vanille, tượng đài mùi thuốc lá và mật ong.
Vào năm 2007 thì Tom Ford là một trong những người đầu tiên sử dụng nốt oud hay là trầm hương vào nước hoa, và tới giờ thì Tom Ford oud vẫn là cái tượng đài mùi hương nước hoa, chủ điểm trầm hương không thể không nhắc đến khi mà nhắc đến nốt trầm hương ở trong nước hoa. Tom Ford oud là một cái mùi hương mà mình dễ ngửi nhất ở đây là hương gỗ. Gỗ trầm hương, gỗ đàn hương và gỗ cẩm lai hồng Brazilian Rosewood là những cái mùi hương mà bạn dễ nhận thấy nhất khi mà mình xịt cái chai Tom Ford oud lên người. Đây là một trong những cái hương gỗ mình nói luôn nó là chuẩn mực của mùi gỗ trong nước hoa. Cái điểm dở nhất của cái chai Tom Ford oud này chính là nó bám tỏa không quá tốt. Mùi hương này nó chỉ rơi vào khoảng tầm 4 đến 6 tiếng đồng hồ thôi. Tuy nhiên, nếu mà bạn tìm một cái mùi hương gỗ lịch lãm, sáng sủa, sang trọng và đặc biệt thu hút dành cho nam giới thì chắc chắn không thể bỏ qua Tom Ford Oud. Ok, vậy là video ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn 5 chai nước hoa mà theo mình đánh giá là 5 mùi hương quốc dân không thể nào không sở hữu đến dành cho phái nam. Đây cũng là những cái nhóm mùi hương mà nếu mà bạn nữ muốn mang tặng cho người đàn ông của mình thì đừng ngần ngại, hãy pick một trong 5 cái mùi hương ở đây. Đây đều là những cái mùi hương rất dễ sở hữu, rất dễ được khen và là những cái mùi hương không thể bỏ qua nếu mà bạn bắt đầu tìm hiểu về nước hoa nam. Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi video giới thiệu về 5 mùi hương quốc dân dành cho nam giới của mình. Mình là Kim Dung từ Vita Perfume Nước Hoa Vita.